Con trâu bị đói. Mới chợp mắt có tí mà mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi. Đói quá, phải đi kiếm miếng gì bỏ bụng thôi. Anh kia đi kiếm việc làm thuê hả? Ruộng lúa nhà ta đang thiếu người gặt. Có muốn nhận việc không? Ta trả cho 5 đồng công. Ôi trời, tôi đang đói lả ra đây. Tay chân bủng rủng. Giờ mà đi làm thuê cho nhà ông có mà ngất lả ra đấy. Không làm thì lấy đâu ra cái mà ăn? Làm gì thì làm. Chứ bảo mình đi gặt lúa thuê cho lão phú ông hách dịch kia có mà. Thà mình chịu đói còn hơn. È lưng ra làm thuê cho lão, trả được 5 đồng. Chào anh hai, chị hai. Chú Năm đó à, chú đi đâu thế? Nhà em túng quá, từ qua đến giờ không có gì bỏ vào bụng. Em đói sắp ngất rồi. Sao cái thân tôi lại khổ thế này cơ chứ? Trời ơi là trời. Thế chú dạo này làm gì rồi? Việc khó thì em làm không được. Còn mấy việc nặng nhọc quá thì em làm gì có sức mà làm. Cái số của em đúng là hẩm hiu. Cái gì đen đuổi đổ hết lên đầu em. Em chán lắm rồi anh chị ạ. À, vào đây, tiện thể nhà anh cũng chuẩn bị ăn trưa. Vào đây ngồi với anh. Mình xuống nhà dọn mâm lên nhé. Chú Năm à, chú cũng lo kiếm đường mà làm ăn đi. Cứ lông bông mãi như thế này không được. Cũng phải lo làm lụng, dành dụm mà lấy vợ nữa chứ. Em cũng muốn thế lắm chứ. Nhưng anh xem, cái số em nó thế. Muốn làm ăn tử tế cũng không có vốn. Chứ em mà có vốn trong tay á, thì chắc chắn em sẽ giàu lên nhanh chóng thôi. À, hay là anh chị có điều kiện thì giúp em, cho em vay một số tiền vốn làm ăn. Sau này khấm khá, em sẽ trả cả vốn lẫn lời. Tiền bạc á, thì anh chị cũng không có dư giả gì. Nhưng mà được rồi, anh chị sẽ cho chú vay một con trâu và một đàn gà. Với trâu và gà, nếu chú biết chăm chỉ làm ăn, thì số sẽ khấm khá lên thôi, chả mấy mà thành công. Ôi, đội ơn anh chị, nhất định em sẽ làm ăn tử tế trả nợ anh chị cả vốn lẫn lời. Tất cả là thật, không phải mơ, số mình thế mà hên. Từ nay thì khỏi phải đi chăn trâu cho lão phú ông rồi. Nhân vận may hiếm có này, mình phải thịt con gà béo này để ăn mừng mới được. Gà này ngày một gầy, càng nuôi càng gầy, lại mất giá mất. Mà gà nuôi cũng để ăn, đang đói, ăn luôn cho nhanh. Kha kha, giờ thì còn ai sướng bằng ta, ngày nào cũng có gà để ăn. Chết rồi, mấy ngày nay quên không cho con trâu ăn, không biết có sao không nữa. Cái gì thế này? Mới có một tuần không ăn mà mày đã... Chắc phải bán trâu thôi, xem vớt vát được đồng nào. Ôi, đói quá. Nhà hết cái ăn rồi, giờ trâu cũng không còn, gà cũng hết. Tiền bán trâu ăn được mấy bữa chả bỏ. Đói chả có gì bỏ bụng làm sao đây? Chắc muối mặt sang nhờ anh hai giúp nữa thôi. Thế là sao? Trâu gà đâu hết rồi chú Năm? Em mấy hôm đói quá, em làm thịt mấy con gà ăn tạm, rồi thì mới có mấy hôm quên cho trâu ăn mà nó đã... Giờ em đói quá. Đến nước này thì chú không thể đổ lỗi cho số phận được rồi. Chú đã có một con trâu, một đàn gà. Nếu chăm chỉ ra, tới giờ đã sắp có trứng gà bán rồi, rồi ít nữa có cả ngé con. Tôi đã giúp chú cái cần câu, vậy mà chú vẫn ỷ lại, lười biếng hết thuốc chữa. Xin lỗi chú, chúng tôi có giúp chú thế nào cũng vô nghĩa mà thôi. Chú về đi. Anh ơi, sao lại thế chứ? Bộ đôi người mụn được ưa chuộng tại Ý, Vanessa Agni, mụn rơi xa và láng mịn. Báo gấm chọn bạn.
Chói mắt quá, mẹ che nắng cho con với. Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi đấy, mau dậy đi. Hôm nay mẹ sẽ dạy các thế phòng thủ khi gặp nguy cấp. Chiều con học cũng được mà. Con lười quá, xem nhà khỉ đã dạy tập thể dục, hái hoa quả từ lâu rồi đấy. Con không làm bạn với bọn khỉ ấy đâu, mẹ đừng nhắc đến chúng. Con chỉ chơi với bạn gấu thôi. Sao lại không làm bạn? Khỉ nhanh nhẹn lại chăm chỉ, chơi với các bạn ấy, con sẽ học được nhiều đấy. Chúng gầy Decimal, lại còn xấu xí nữa. Bạn gấu bảo, chúng ta là những loài có chức sắc trong rừng, không nên chơi với loài khỉ vô danh tiểu tốt ấy, làm mất cả uy lực. À, hôm nay mẹ cho con vào rừng sâu bắt mồi với mẹ nhé. Con vẫn chẳng lớn thêm được chút nào, chưa thể vào rừng sâu được. Chúng mày là sướng nhất đấy. Ngày tháng rong chơi thỏa thích mà chẳng bị ai than mắng, chẳng phải luyện tập khổ sở gì. Chúng em thì lại ước được như anh đó. Trông anh thật là dũng mãnh, ai nhìn cũng phải nể. Thật à? Con tập trung vào nhìn mẹ chạy đây này, cứ đi lững thững là thế nào. Mẹ, mẹ cứ về trước đi, để con tự tập thêm ạ. Có tập thật không? Hay là lại hái hoa bắt bướm? Con sẽ tập mà. Thôi được, con tự tập đi. Bài tập chạy nước đại này rất quan trọng đấy. Mẹ về tranh thủ làm việc nhà, kéo tối rồi. Vâng ạ. Mẹ cứ khéo lo, chạy thì ai mà chẳng chạy được. Mình á, mình chỉ thích leo cây thôi, dọa cho lũ chim sợ xanh mắt mèo. Ở trên cao này thích thật, gió mát quá, lại không bị lũ ruồi muỗi làm phiền. Mẹ ơi, cứu con với. Con ngã chết mất. Cứu con. Có ai không? Cứu tôi với. Cứu tôi với. Gấu ơi, mau cứu mình với. Mình sắp ngã rồi. Mình làm sao mà trèo lên đó được? Ai lại trèo ra cành cục? Sao cậu ngốc thế? Để mình về gọi mẹ cậu ra cho. Mình sợ không đợi được đến lúc mẹ tới. Mình không giữ được nữa rồi. Sức chúng ta không thể đỡ báo xuống được. Chỉ có cách kéo cành cây cho bạn xuống thấp để báo nhảy xuống. Các con, mau kéo mạnh cành xuống đi. Kéo xuống nào. 2, 3. Sao con nghịch dại như thế hả? Nếu không có bác khỉ thì sẽ thế nào? Còn không mau cảm ơn bác khỉ và các bạn đi à? Cháu cảm ơn mọi người đã cứu cháu ạ. À. Có gì đâu chị. Mẹ cháu dạy, sống ở rừng sâu này phải giúp đỡ nhau, không được bỏ mặc nhau trong hoạn nạn cô báo ạ. À. Mẹ con tôi cảm ơn gia đình bác khỉ nhiều lắm. Con hư lắm đó. Lần này mẹ tha cho, chứ lần sau là mẹ đánh đòn đấy. Ôi, buồn chuối chín cây ngon quá mẹ. Mẹ giúp con hái nó đi. Hái chuối làm gì hả con? Con mang biếu gia đình bác khỉ mẹ. Con thấy các bạn khỉ con thích chuối lắm. Không biết các bạn ấy có muốn làm bạn với con nữa không? Sao lại không? Các bạn khỉ rất thân thiện mà. Con biết làm vậy là đã lớn lên một chút rồi đấy. Mai mốt mẹ sẽ cho vào rừng săn mồi. Ơ, sáng nay mẹ còn bảo con là chưa lớn thêm được chút nào mà. Lớn ở đây là trưởng thành về suy nghĩ con ạ. À. Cái đó mẹ không thể dạy con được, mà con phải tự học hỏi trong cuộc sống mỗi ngày đó. Con hiểu chứ? Vâng ạ. À. Giờ hẹn trả tiền.
Có chuyện gì mà câu có thế cháu? Sao mà cháu cứ câu có nhìn đồng hồ từ sáng tới giờ thế? Dạ, cậu bạn thân của cháu hẹn đúng 10 giờ sáng nay mang tiền đến trả. Vậy mà... giờ là 10 giờ rồi mà chưa thấy mặt mũi đâu. À, ra thế. Cháu bê giúp ông chậu cây này với. Nặng quá. Dạ. Cháu có một người bạn thân nhất ấy thôi. Thế mà bạn chậm trả tiền một chút mà cháu đã bực bội thế ư? Chuyện bạn và tiền bạc có nhiều chuyện lắm. Thế nghĩa là sao hả ông? Ai cũng có lúc khó khăn nên mới phải vay mượn đúng không? Vâng ạ. Có người bảo cho người mượn tiền thì không đòi, vì đòi nợ khó tránh khỏi những tổn thương hòa khí. Nên nhiều khi hãy cứ để họ tự đem đến trả. Tổn thương hòa khí? Lại có người bảo đem tiền cho bạn mượn thì đừng có nghĩ họ sẽ trả lại. Mà họ không trả ta đành chịu thiệt. Do đó tốt nhất chỉ nên cho họ vay một ít thôi. Nếu bạn không trả thì đó là tiền mình bỏ ra để nhận ra bộ mặt thật của bạn. Trong trường hợp đó mình có mất cũng mất ít thôi. Nhưng lại có người không nghĩ như vậy. Họ bảo tiền bạc như đống phân, nghĩa nhân mới đáng giá ngàn vàng. Rằng thiếu bạn bè là sự cô độc nhất. Không có bạn bè, thế giới này chỉ là một cánh đồng hoang. Rồi nữa, ở nhà nhờ cha mẹ, ra ngoài nhờ bạn bè. Nhiều bạn nhiều đường đi, nhiều nước bước, vân vân và vân vân. Ông không hiểu lắm trường hợp của cháu là như thế nào. Ông chỉ vui chuyện nói với cháu về bạn bè và tiền bạc vậy thôi. Ông tin trong đời cháu chọn đúng bạn, sống có nhiều bạn và xử lý đúng trong bất kỳ tình huống nào trong mối quan hệ này. Vâng ạ, cháu cảm ơn ông. Người anh em có nhà không đấy? Có người đến trả nợ đây. Ông bạn thân của tôi đúng hẹn ghê. Bộ đôi người mụn được ưa chuộng tại Ý, Vanessa Agni, mụn rơi xa và láng mịn. Cái giá của sự vô ơn. Nọ quá. Cây vườn này cứ non mơn mởn ấy. Ngon quá cậu ạ. Ừ, tớ ăn nọ không thở được đây. Nghỉ ngơi thôi cậu. Con chìm quái ác bay đi rồi. Ta sống rồi. Hay da, nghỉ ngơi thôi. Bây giờ mình mới để ý, cái đọt lá non này mới ngon lành làm sao chứ. Cảm ơn trời đã cho con bữa ăn ngon này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mày đây rồi. Giờ thì mày không thoát nổi cái mỏ sắc nhọn của tao đâu. Không! A! À, không! Không! Mày đã nằm trong mỏ tao thì hãy ngoan ngoãn mà nhắm mắt đi. Dành cho con. Mẹ ơi, mẹ có tin nhắn mới ạ. À? Mẹ ơi, tin nhắn của mẹ này. Ai nhắn tin đến vậy con? Con mở tin nhắn, đọc cho mẹ nghe nào. Vâng ạ. À. Số của tổng đài mẹ. Từ 1 tháng 8 đến 30 tháng 9, quý vị có thể soạn tin theo cú pháp Gia Cam gửi 1409 để tham gia chương trình nhắn tin chung tay xoa dịu nỗi đau Gia Cam. Với mỗi tin nhắn, quý vị đã ủng hộ 18.000 đồng cho hơn 3 triệu nạn nhân chất độc da cam. Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, chương trình này ý nghĩa thật. Thôi, con đi rửa tay rồi vào ăn cơm đã. Mẹ con mình sẽ xem lại tin nhắn sau nhé. Vâng ạ. Ăn thêm cá đi con. Vâng ạ, con xin mẹ. Mẹ ơi, mẹ nhìn kia. Mẹ ơi, nhìn họ thật là thiệt thòi và đáng thương phải không mẹ? Mẹ ơi, mẹ cho con xin một tin nhắn nhé. Mẹ biết con định làm gì rồi. Hai mẹ con mình cùng nhắn tin ủng hộ nạn nhân chất độc da cam nhé. Vâng ạ. Có tin nhắn gửi về ngay mẹ. Thầy cô đã dạy con sống biết chia sẻ và sống biết yêu thương. Mẹ yêu con nhiều lắm. Mẹ! Bộ đôi người mụn được ưa chuộng tại Ý, Vanessa Agni, mụn rời xa và láng mịn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.